Con chó này thế thì lan nữa về anh lại đi hỏi các, nhưng mà ở Hà Giang chỉ có một cái tiệm này to nhất thôi mà, Có nhiều tiệm khác mà. ở chỗ sân xe 10. Ô ô, nhanh nhanh, nó vẫn còn được đấy, bị kẹp rồi. Ê chị này, ôi chậm rồi à? Thế thì lấy ra em đừng nhốt, đừng cho nó ở chung cơ, chuyển nước bọt. Ồ, không kịp tiêm, đừng cho nó ở đấy, nó vẫn rãy nhỉ. Em đừng cho nó ở cái nước nước bọt kia nữa, phải rửa đi, sợ nó lây đấy. Ồ, thế có phải con không, mình đi lấy về không? Được 3 thằng á? Lấy sữa cho ăn to to rồi còn thế nhỉ. Đâu con mẹ nó là con nào? Con nằm rồi à? À, còn 2 thằng, ôi 3 thằng. Thế sao nó để 2 con mà sao để được 3 con nhỉ? Nó để 4 con luôn á. 4 con á? Sủi bọt rồi. Sủi bọt là bị sao ấy nhỉ? Nặng quá. Là mình sẽ làm bác sĩ. Kim à? Cái kim này hộp kim à? Thế à? Nó có loại khác nhau à? Cái to cỡ nhỏ, cỡ to cỡ nhỏ này. À, cỡ to để cho loại cho dê to đúng không? Úi. Rồi thì dê bé dùng cái ngắn thôi. Ừ. Gà không phải tiêm đâu nhỉ? Có chứ. Gà không tiêm à? Gà to thằng nào uốn nặng là tiên luôn. Tiêm là vẫn khỏi được đúng không? Đúng rồi. Dính lại chơi tiêm được này. Tiên trong mũi cho thằng bé bé. À. Con chó này thế thì lan nữa về anh lại đi hỏi các, nhưng mà ở Hà Giang chỉ có một cái tiệm này to nhất thôi mà, Có nhiều tiệm khác mà. ở chỗ sân xe 10. Nhưng mà cái kia nó là ở chỗ khu vực à, Ở chỗ nào? nó là ở đường lớn cho nên là bất kỳ người nào đi ngang qua kể cả không biết nó cũng biết đến. Ở chỗ nào? Thì nó bắt buộc nó phải lấy, nó có chỗ khác nó có mà. Ừ. Trên vật tư ngã tư này. Ừ, có đầy Ngã tư chỗ nào nhỉ? vật tư ngã tư chỗ cầu cầu mẹ chú gọi cầu mẹ chú à, bệnh viện Dương Dương Lão rồi À, bệnh viện giờ là chỗ 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 thi bảng xe bên trên này à, chỗ trường nghề này ở trường nghề ấy. à, là có à? Đi vào thẳng đến chỗ vòng xoáy ngã tư Ngã tư gì? Ngã tư nhà máy xi măng này. Nhà từ nhà xuống máy xi măng. À, được rồi, lát nữa anh sẽ. Bởi vì lúc sáng anh gọi điện cho em Nhưng không mà biết kia nghe. là nó lại bán đắt, thuốc của nó lại bán đắt, Ừ. nó bán cả ví dụ gà bị ho là nó bán cả bổ này, thuốc bổ này, Này. thuốc à, cái thuốc gì nhỉ, thuốc ho này các kiểu, nó bán từ A đến Z. Không, nhưng mà mình chỉ mua cái thuốc, ví dụ thuốc Không bụng phải, nó bụng bắt buộc nó phải cho như thế, à, này à? nó cứ phải mua hàng loạt như thế. Thế á?
Thế chó này thì nó chỉ chắc nó chỉ lấy đấy ấy thôi chứ. Không biết nó. Bây giờ cái thế là tiêm cái gì à, Tiêm còn đâu? còn thuốc nữa, còn pha thuốc nữa chứ Không pha đâu. à. Bác sĩ xem nào. Đàn này nó không biết biết là tiêm giết thì nhờ thuê người ta tiêm thì có mà nhiều. Ô ô nhanh nhanh, nó vẫn còn được đấy, bị kẹp rồi. Ê chị này, ôi chậm rồi à? Thế thì lấy ra em đừng nhốt, đừng cho nó ở chung cơ, chuyển nước bọt. Ô không kịp tiêm, đừng cho nó đấy, nó vẫn rãy nhỉ. Em đừng cho nó ở cả cái nước nước bọt kia nữa, phải rửa đi, sợ nó lây đấy. Ồ, cái có phải con không, mình đi lấy về không? Được 3 thằng á? Lấy sữa cho ăn tốt thôi. Thế nhỉ? Đâu, con mẹ nó là con nào? Con nằm nữa. À. Thế giờ nó để 2 con mà sao để được 3 con nhỉ? Nó để 4 con luôn á. 4 con á? Sủi bọt rồi. Sủi bọt là bị sao nhỉ? Nặng quá à? Gục xuống luôn chứ nhỉ? Nó tiêu chảy à? Mình cũng không biết. Ôi giời, phí quá nhỉ con này. Thế bây giờ còn tiêm nó cho nó không? Nó vẫn dậy đấy. Ngã là nó chén buồn. Chắc là vẫn bị đồng đội nhắm lên đó. Chết rồi. Thôi mang đi chôn đi, sợ nó lây ấy. Rửa cái chuồng đi. Không thì nó có phải bị tiêu chảy không? Phải chứ. À. Nhưng mà nó ngừng rồi. Ừ. Chắc nó bị trứng bụng hay sao ấy. Hay là trứng bụng thôi. Kêu pung 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 nhỉ? Lúc này nó cũng kêu từ lúc này đến giờ. Em bỏ ra tiền cho nó. Thế thì trứng bụng của dê này là do mình thả, chắc là thả sớm cho nó ăn chúng cái nước nhỉ? Không phải đâu, hôm nay không thả đâu mà, em lấy cái kẹp đấy mà. Cứ bị sao ấy. Cái thằng nó còi này nó hơi bị bệnh, nó dễ dính. Thì sợ là nó ấy. Thả được chưa? Thả cho nó thoáng. À kìa. Đấy. À, không cho nó đi nữa nhỉ? Không cho đi đâu. Ừ. Nhỉ. Không hiểu nguyên nhân. Lúc mình đang chuẩn bị ăn cơm kìa. Kia từ lúc nay cứ tưởng nó chưa sao, thằng kia còn bị thối đít đâu. Chờ. Thối đít còn bị đít được, rửa đi, bắt về rửa. Em vừa phụt thuốc vào nó khỏi à? Khô à? Lúc nó chắc nó đẻ đúng không, nó đẻ
con nhỏ nó chọc vào nó đít nó rồi. Ừ. Nguy hiểm thật. Gió quá, mùa đông nó vừa đang ấy nhỉ. Con đen kia là con đực ấy chứ không? Thằng này cũng nó cũng bị tiêu chảy xong. Đây đừng cho nó gần. Để. Sao vậy? Sao vậy? Thằng này mũi luôn. Tiêm luôn. Ồ, xong rồi. Ồ, choáng. Tiếp tiếp à? Con kia. Dê còn khó tiêm hơn trâu. Trâu cũng khó tiêm đấy nhỉ, trâu có sừng mà. Trâu dễ tiêm hơn. Trâu nó to. Đấy. Bấm một phát là nó thịt nó to như thế đấy. Cùng mẹ với thằng ấy gì? Nó mới chết thôi nhỉ? À, cứng luôn à? Đấy. À, thế nó mới tắt đấy. Nhè. Nó thấy mình nó mới chết à? Bực mình nhỉ? Để cho nó con này vào đi. Vậy thì đã không kịp tiền cho con dê nhỏ kia. Bé. Đâu rồi? Bây giờ phải buộc không cho nó đi đường này đâu đúng không? Để anh đón đường này, chặn đường này nhá. Hay là chỉ cần kéo một con đi là được. Con kia là đầu đàn à? Con nào đầu đàn nữa? Con này không cần buộc nó đâu gì. Thế để anh chặn bên này rồi. À. Đấy nó ra đây. Không. Con nhỏ này kinh đi á.
Thôi cho đi. Em nhốt lại. Có về được đâu. Đúng rồi. Đấy hai em đã ở. Ở lại. Ở nhà đi cho tròn. Thế cái dây của cái con kia em vẫn buộc trên thế cứ đi cho nó đi à? Không, bây giờ em buộc ở đây cho nó uống nước. À. Uống nước hết này cho đi. À. Uống hết cho đi. Cho cái cám cho nó. À, cám thuốc gì? Cái cám thóc. À. Em bày sẵn ở đây rồi. À. À đây đây đây, Sinh đã chuẩn bị cái mặt. Uống đi. Cái máng to này. Chỉ được uống chỗ này, nó không được uống chỗ khác nữa đâu đúng không? Ăn chặn đây. Ôi dồi, con đầu đàn đã bị buộc. Con đầu đàn không đi là nó không đi đâu gì? À. Nó là mẹ hết tất cả con đoàn này à? Hay là thế nào? Nó giỏi nhất. À thế á? Thì nó cứ đi đồng đằng trước à? Ừ, nó ăn cả cái lá bài bi à? Lá nó cũng hoàn hết. Ô. Xem nó có đi không. Con kia không đi được. Đấy, bị mắc sừng rồi. Đầu đàn không đi còn lâu. Đấy, lại quay lại ăn này. À, để nó ăn. Ôi, nó ăn ác nhở. Có đun không? Cái này đun không? Em cho muối vào. À. Đấy, nó ăn cái lá kia, cái gốc nào nó mà ăn ấy, nó ăn sạch, cái gốc nào không ăn nó không ăn đâu này. Đúng rồi. Cả cái thuốc lá rừng kia nó còn chén luôn. Ờ. Con nhỏ này là đi được theo mẹ nó rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, thằng này nhảy giỏi rồi. Ờ. Có thằng không phải không? Hai thằng kia đã phải ở lại. Cho nó đi nó lại. Như hôm nọ nó cũng không về được. Đấy, ăn phập phập như là lợn luôn kìa. Để cho cái cán gặp cái vậy. À. Quay về đường này đấy. Ừ. Đánh luôn này. Thả vào bên này thì nó có tối nó có ra đường bên kia không? Đúng. Đây này ra bên này này. Ân. Không, nhưng mà em lăn em cho nó ăn, em vẫn lại cho nó đi đường này à? Đi đường dưới kia. À, vẫn đi đường này cũ này thôi chứ. Đúng rồi. Là... Đó, bên kia đâu mà nó đi à. Ném rồi nó luôn. À, à. Xe nó. Thời gian này còn chăn rồi. Rắn lừa lại nó vào vườn ngô cái chỉ còn một vòng thôi. Một vòng là hết ngay. Đoạn này ăn nhanh lắm. Kìa, cái cây kia lúc nào, cái cây nào ăn nó ăn trụi luôn kìa. May
cái loại này là nó lại không ăn măng nhé, ăn măng thì bao nhiêu măng mọc lên nó ăn hết nhỉ. Ăn không à? Nó bé tí cái măng già đấy. À. To đấy nó cắn được đâu. Vừa cứng vừa dai nữa. Hết rồi đấy. Hết rồi đấy. Liếm rồi kìa. Nó chảy vào trong. Đấy, con đầu đàn nó cũng hút kìa. Còn con khác không dám hút nó đâu nhỉ? Đấy. Nó hú hổ nó. Nó sợ nhất là con đực nữa. Đấy, sợ nó còn đực. Sợ mấy con đực kìa? Ờ. À. Nhưng mà con đực lại không làm đầu đàn được. Hay nhỉ? Con đực là thằng nào nó cũng đi theo là nó cũng làm được. À. Tổng trong đàn này là có mấy con đực? Trong đàn này hả? Có 10 con đực mà. 10 con đực cả, cả to cả nhỏ. To cả nhỏ. Ừ. Đen thì là gì? Ừ. À. Con đen xì là gì? Con đen vách kìa. À. Đấy đang quay lại kìa. Con đấy to nhỉ? Thằng đấy thằng nào cũng dám hút nó rồi. Ờ. Con nó hú hổ á. Đấy, nó chạy ra rồi đấy. Nó cứ đi lại nên đá cho nó sợ nó không gian đi. Thằng đấy bị vùa ghê. Ô, thằng này láo nhỉ. Nhấn chân là có hút cho nó. Cái nó bé bắt nạt. Nó lớn lên này. Ấy. Cái nhà của con kia nó sao nó lại bị tiêu chảy. Nó bị trướng bụng chết. Trướng bụng đấy. Lâu lâu nó mới bị thế thôi chứ không phải là nó bị thường xuyên đâu đúng không anh? Nhưng mà lúc này lúc nó kêu cái về mình về lấy thuốc nó uống nó khỏi rồi. Không chết đâu. À. Nó kêu mấy tiếng bỏ nó không phải kêu mà mạnh. Ừ. Tưởng nó cũng bị nặng ấy. Thằng kia nó muốn đi yếu yếu thì không kia rồi. À. Thì em bảo là nó chắc nó không bị nặng đâu. Chưa ăn hết, quay lại. Trúng đầu nó này. Đấy, đá à, cái đất vun vụn thôi, xào thôi. Nện vào đầu nó. Cái này á? Cái này à? Cái này gọi là cái này. Hả? Con bé bé ăn này. Ờ, là thuốc lào rừng à? Ừ. Cái anh chặt đi nè. À. Tưởng là đại bi. Đại bi này là thuốc lào rừng. À thế à? Tiếng Việt thì đại bi. Còn cái tiếng nói khác thì nó là thuốc lào rừng ấy. Ờ, thuốc lào rừng. Vẫn hút à? Có người ta hút không nhỉ? Không. Gọi thế thôi đúng không? Nó giống thuốc lào ấy. Ừ. Cái thuốc lào với nó y xì như nhau mà. Anh lấy xuống còn chưa tắm sao hết đâu mà, còn nhiều lắm. Trẻ con nhỏ nó chưa biết mùi mấy sao nó ăn mạnh lắm. Bọn lớn nó không ăn đâu mà. Không, nó quen ở đây rồi, lúc nào nó đi qua đây nó ăn suốt. À. Đấy, đội này vẫn ăn nè. Còn nó đi không đừng cho nó là không biết ăn đâu mà. À. Nó ở đây nó ăn cây xin hỏng hết. À. Thế là nó cứ quay về nhà nó mới về ăn cây xin thôi. À. Nó không biết ăn cỏ gì ở đấy rừng. Thằng này hôm nọ đuổi cho đuổi dễ ác lắm bây giờ trong cùng. À. Nó lúc đấy em ném nó vẫn chạy theo mà. Bón mồm nó thôi.
anh còn hay mua vào cái thuốc thú y không biết chỗ nào luôn, chỉ thấy cái chị mà em bảo cái chỗ bán ở chỗ Thuận Hòa này đi hỏi chị ấy không có, anh lại quay lại xuống ấy hỏi thì bảo là chỗ đấy là to nhất rồi em ạ, thì hỏi ông ấy đúng là chỗ đấy to nhất thật. Thì hỏi nó bảo là ôi không có đâu, không có loại tiêm chỉ có loại thuốc này uống thì lấy ừ thì lấy về đấy cho uống thử. Còn cái chị ở dưới Thuận Hòa này, chị ấy bảo là có chỉ có thuốc thuốc kháng sinh tiêm thôi, nhưng mà không phải là thuốc trị bệnh này. Kháng sinh thì có tiêm vào làm gì nhỉ? Chị bảo là tiệc kháng sinh chỉ là diệt vi khuẩn với các kiểu ấy. Nếu ấy thì lại đi mang lên tiêm. Chị bảo là không phải thuốc đấy, người ta thường là lấy cái dân gian thì lấy bảo lấy đường phèn về pha cho nó uống. Đường đen, đường đỏ ấy. Cái đường cục kia. Ừ. Uống cái cục kia thì sướng quá. Lại không muốn chết nữa rồi. Trắng ra nhá, bé nhá, em bỏ là chắc chưa chữa đâu. Thế mà hôm qua em xem ti to đùng. À. Sắp để rồi. Sắp để à? Cái con trắng này gì? Con trắng mới ra. À. Nó cũng cục đen kìa. À. Đấy nó đang xoay xoay yên đúng không? À, thế là sắp để một này nữa. Thuốc, cái gì mà thuốc? Đấy, bây giờ ăn xong rồi cho đi rồi đấy, đầu đàn vẫn còn đang bị buộc đây. Ôi một đàn rất là đông. Đầu đàn đi phát là đi ầm ầm đấy. Ôi giời, phi nhanh lắm. Ờ, ôi chả khói hết à. Có kịp không? Bụi hết đây. Ôi giời, bụi ra khói. Đấy. Ôi một con đang tấn công vào vườn rồi. Kìa kìa. Nó nhảy lên đấy. Lại là thành xiên nướng luôn đấy. À. Đầu rơi cả đầu. Úi cái này to quá. Lăn đi rồi. À. Đấy, nó bị tấn công đấy chứ. Chiều là ấy chỗ đấy đúng không? Rào chỗ đấy đúng không? Hai thằng mày hút nhau à? Đấy, xuống rồi. Thôi, bây giờ là xuống rồi. Không sợ nó quay lại đâu. Kệ nó thôi. Đấy, con kia nó chỗ kia nó đi là lại nó vẫn ăn nè, vẫn đi nó vẫn ăn, đúng là dê. Đấy, tỏa xuống ăn. Ý, cái ngô này có cái còn héo rồi này. Xinh ạ. Nắng quá. Ừ, đây này, nhưng gốc này héo rồi. Lá nó đang xoáy, đang đẹp. Ừ. Làm nó chết. Này thì nó sẽ bị ảnh hưởng đấy. Này. Một hai hôm nếu mà nhưng mà tối nay mưa rồi, không sợ. Tối nay mà mưa là cái này là cứu được. Ừ. Không mưa là đúng là
hết nước chấm luôn à. Thế là nó khóc từ giờ đến buồn nó thì. Ừ. Cái này gà vào đây đúng không? Mổ hai con gà tuột đấy, con gà mẹ nó đưa con này. Ừ. Rồi này, gà vào đây. Đi rồi. Như vậy thì có một con không thể cứu được không? Rất là tiếc. Pha thuốc rồi về đang định ấy thì lại tắt thở. Nó vừa mới chết nó túng được rồi. Ừ. Nhanh nhỉ? Mình em xách ra con nó còn dãy dãy mà. Cái này đang xoắn lá nó. Không nhồi gốc này nhỉ? Gốc này đang như gốc này là đang được ăn đấy nhỉ? Nếu mà đang không đẹp. Ừ. Đang đẹp này, nắng thế này làm cho nó móp hết cả đầu. Ừ. con kia mang đi ấy đi nhỉ, mang chôn đi nhỉ, không cho con chim ưng ăn nữa. Sợ nó lây nước bọt của nó à? Không, mình thì không sao. Sợ gì cái đồng loại của nó. Ơi. Đâu? Vào được trong không? Nó cứ vào ở vừa dùng cái hút nhau rồi đấy. Chỉ sợ nó vào nó được. Ở bên chạy đi từ phía nào rồi. Sợ nó vào được đấy. Không vào được đâu nhỉ? Tiếc quá. Không kịp tiêm.